của tất cả quý vị, đặc biệt là các anh chị em bạn trẻ đến với phần trình diễn của một người nữ ca sĩ rất là khả ái và cô đang được yêu mến nhất hiện nay trong giới trẻ cũng như là trong nền âm nhạc Việt Nam của chúng ta. Xin quý vị cho một tràng pháo tay thật lớn cho phần trình diễn thật hấp dẫn và nóng bỏng của nữ ca sĩ Trích Thùy Trang. Trích Thùy Trang xin kính chào quý vị. How you guys doing, San Jose? It's cold. I hope you guys have a great night tonight. Trích kính chúc quý vị một đêm vui vẻ. I hope you guys have fun. And bài đầu tiên Trích sẽ hát is an old song, but it's for all the little kids. The song is called Big Big World. Will miss you much.